Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Anh ơi, lâu quá rồi không chơi A Mông U. Chơi A Mông U đi anh, chơi A Mông U tiếp đi anh. Nhiều bạn yêu cầu chơi A Mông U quá. Ok, được rồi, chơi luôn. Nước lèo. Người đã nhảy cống đúng không? Tôi định quay trở lại thì tôi thấy có bóng dáng một người nhảy cống. Tôi mới thấy một người nhảy cống. Đó chính là Mèo Simmy. Chạy đi Boy. Boy ơi, bấm bấm bấm. Bấm đâu, bấm đâu, bấm bấm đâu. Bấm đâu đi Boy. Bấm đâu đi Boy. Như các bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì đúng không? Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái người ta gọi là gì ta? Among Us phiên bản siêu lú nha các bạn nha. Đấy. Siêu lú. Đúng rồi, phiên bản siêu lú. Và ở đây thì chúng ta sẽ chơi 3 trận Among Us với 3 chế độ khác nhau. Và chế độ đầu tiên của chúng ta sẽ là chế độ tên lộn xộn. Đấy, mọi người nhìn đây, hiện tại bây giờ tôi đang có cái tên là Tô Bún Bò. Đấy, okay. Ca Mui. Ủa khoan từ, Ca Mui tên gì? Lăng Nách hả? Ủa Ca Mui sao chị tên Lăng Nách vậy? Cái tên gì vậy? Cái tên gì vậy? Trời ơi, ok, còn Simmy là tên là Nước Lèo nè. Kairon là KFC nè. Ủa còn Sam là gì? Bò biết bay. Dạ, ok, được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với trận Among Us đầu tiên nào. Let's go. Ok mọi người nha, bye bye. Rồi, tạm biệt mọi người nha, tắt mic anh em ơi. Trời ơi, tại sao không được làm Among Us? Tại sao không được làm Imposter? Nhầm. Trời ơi, mới vô mà là người hả? Chén quá vậy. Ủa gì vậy? Hả? You serious? Tôi muốn được làm một cái gọi là chế độ gì đó cho nó xịn xịn đi. Tôi đi, tôi phá mọi người cho nó vui anh em ạ. Vậy mà không được làm Imposter, cay thiệt. Hả? Vừa vô tắt đèn mất tiêu rồi. Bây giờ mình vô trong đây là bây giờ mình sẽ không được gọi là gì ta, xưng hô bằng tên thật nữa các bạn ơi. Mình sẽ phải gọi là xưng hô bằng biệt danh nha. Đó, ví dụ như mình là KFC nè. Từ từ làm nhiệm vụ cái mấy bác. Mình là Imposter. Mình là Imposter. Ủa gì vậy? Không ai sợ đèn luôn hả? Ủa rồi sao từ nãy giờ chưa ai bật đèn lên lại hết vậy? What? Hình như mình nhớ là ở đây là cái chỗ để đúng rồi, chỗ đổ rác. Rồi, mới vô chưa gì mà tôi đã làm được hai cái nhiệm vụ. Quá đã. Tôi bây giờ tôi sẽ làm cho xong hết tất cả những cái nhiệm vụ của tôi. Và sau đó tôi sẽ đi tìm ra cái kẻ giả mạo chúng ta ở đây là ai các bạn ạ. Ok, bơm xăng, bơm xăng. Camera. Không biết là có ai bị tiêu diệt chứ ta. Hiện tại tôi thấy ở đây vẫn còn đầy đủ mọi người nè. Chắc chưa ai bị tiêu diệt đâu. Thẻ này á là bình thường rất là khó quẹt luôn nha các bạn. Nhưng mà mình vẫn ai quẹt được. Lăng Nách, trời ơi. Lăng Nách. Trời ơi. Cái này là do ai bị thui nách nên ghét Lăng Nách đúng không? Ai? Kẻ nào? Lăng Nách, ai thui nách vào tay nè. Kẻ nào? Vậy sao? Tô bún bò bật bớt lên. Nói chuyện. Ai trời ơi, từ nãy tôi tắt mic tôi không biết. Rồi sao alo nghe. Theo như những gì mà mình phát hiện được á, mình nhớ là lần cuối trong đó là mình ở trong phòng với cả là Phong Cận và Sammy. Ê cái gì Phong Cận Sammy? Phải đọc đúng tên. Lộn. Mình ở trong phòng với lại là bún bò với lại là bò bít tết. Đấy và mình không biết là nước, mình không biết là nước lèo lúc đó đang đi đâu tại mình chưa gặp nước lèo. Này là dẫn chứng mình ơi. Ê từ từ từ. Cái này cái nói đúng nha. Lúc đó là tôi bún bò có gặp bò biết bay với lại KFC ở trong phòng phòng hình như phòng quạt thẻ. Còn nước lèo đang ở đâu? Ra là tôi lại thấy tô bún bò và nước lèo. Còn các xe tôi không thấy, hiểu không? Đó. Bây giờ là Lăng Nách đã chết ở cái phòng mà Cateria là cái phòng chủ đó, cái phòng phòng giữa đó mọi người. Rồi mọi người đứng đâu? Nói coi. Hồi nãy là mình đang ở phòng admin, mình làm vụ. Admin, nhưng mà mình rồi, thấy lâu quá, mình thấy sao mọi người chưa sửa điện. Thế là mình cũng định xuống, chuẩn bị xuống tới phòng sửa điện. Thì mình đang đi ngay cái phần Sora thì mình tự nhiên đèn sáng lại, mình kiểu ớ, đèn sáng lại. Tôi sửa mà... đó, bỏ biết bay xuống đó mình ngang ngang, từ. Thôi chúng ta cứ tạm thời chúng ta vote Simmy trước đi. Tại vì chúng ta vẫn nghi ngờ Simmy. Ủa gì vậy? Ê tính nha, mày có phải gì? Vote nước lèo, mình vote nước lèo. Tại sao lại vote nước lèo trong khi đó tôi không bò chưa có dần chức mà lại lắm. Ê từ từ, khoan. Bây giờ trong đây á, tính ra game này của chúng ta là ít người chơi lắm. Có 5 người chơi rồi, nên là giờ chúng ta đảm bảo mạng sống đi. Dù sao mình cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Đúng rồi, lo gì trời. Ok, vậy thì skip vote đúng không? Đúng rồi. Ê nhưng mà mình nghi tôi muốn bò với nước lèo. Tôi đầu nghi tôi bò tự nhiên bót nước lèo làm trời ơi, nước lèo cũng bót lèo luôn à. Thôi thích thì tôi bót thôi. Rồi tắt cái này. Vậy mà tôi không hiểu sao mà Sammy lại nghi tôi mấy ông mà. Trong khi đó là rõ ràng là ba người ở trong phòng này rồi, chỉ còn một mình Sim ngoài kia thôi. Thì rất có thể là Simmy
tôi kêu vote Simi ở đây là chúng ta đang theo cái hướng an toàn mày, hiểu không? Nếu mà vote đúng á thì chúng ta thắng luôn, hiểu không? Còn nếu mà chúng ta vote sai á, chúng ta vẫn còn 3 người mà. Ok, 3 người mà tiêu diệt hết một người nữa, ui là thua nha, là thua nha. Ờ vậy cũng đúng, lỡ vote sai thì sao? Tôi mới thấy mèo Simi chạy vô, nó đau tim quá mấy ông. Không biết có ai bị tiêu diệt cho ta. Tôi thấy tắt đèn tôi cũng hơi sợ sợ. Để tôi bấm cái nút thử. Thôi tôi quá. Mình nghĩ mình sẽ kill. Ủa? Có ai bị tiêu diệt chưa? What happened mày không? Cái gì vậy? Yeah, ủng hộ nó gì đây? À, không gì hết. Tôi thấy tắt đèn tôi sợ có ai bị tiêu diệt cả, cho nên tôi bấm báo cáo. Khoan. Tôi nghĩ tôi muốn bò là số phạm thôi mọi người. Biết gì vậy? Biết sao không mọi người? Tại vì bò biết bay, cảm giác là bây giờ tôi muốn bò rất là sợ hãi rồi, thấy mọi người đang nghi mình. Và bây giờ mà hại ngoài đó thế nào cũng sẽ nghi mình, nên là cái cách mà tôi muốn bò có thể mà người ta hại được tất cả tụi mình bằng cách là vote thôi mọi người ạ. Tôi nghi ngờ tôi nghi ngờ tôi bò. Nè nha. Bò biết bay nha, tôi nói bò biết bay nha nè. Hồi nãy tôi kêu là vote. Hồi nãy tôi kêu là vote nước lèo là bởi vì hồi nãy là có tô bún bò, bò biết bay với KFC ở chung một phòng. Cho nên là nước lèo không có ở đó, hiểu không? Ờ. Cho nên tôi mới kêu là vote nước lèo. Thôi bây giờ mình đừng có tô bún bò đi mọi người, để con bún bò đó gì. Ok, tôi tự vote tôi luôn nè. Qua đây. Đã ít người rồi mà còn gọi là nghi ngờ nhau cơ này. Thôi giỡn thôi, mình cứ skip thôi. Không, mình nói bò biết bay à, mình nói bò biết bay à. Cái gì vậy ông nội? Tôi không làm trò với tôi là một dân, tôi một con bò biết bay thôi. Thôi mình nghi ngờ, có cái nghi ngờ cũng nghi ngờ. Tôi là một con bò biết bay thôi, alo. Làm đốt nhiệm vụ vậy mấy ma. Ok, làm đốt cho xong nha. Căng quá ta. Vậy là tôi sai lầm mấy bạn ơi, tôi càng lúc càng khiến mọi người nghi ngờ tôi hơn. Nói chung là mình chỉ làm này thì mình đi quấy rầy tất cả, chứ giờ mình cũng không làm gì hết trơn. Mất tận. Nè, Simi chuẩn bị tiêu diệt tôi nè. Cười quá. Mà chỉ đi quấy được thôi á. Ồ, cái đó giờ không sao. Vậy tôi bò đừng đi theo tôi, làm gì tôi bước bò. Cái thời gian kêu của mình nó hạn hẹp quá bạn ơi. Hề luôn á. Bây giờ nha, là cái kẻ giả mạo á, chỉ cần giết được thêm một người nữa, sẽ giết thêm một người nữa, hai người nữa thôi là coi như là kẻ giả mạo thắng. Bây giờ mình làm hết nhiệm vụ rồi, trời ơi, có người còn chưa làm xong nhiệm vụ nữa. Tôi là tôi thiệt luôn, là lúc này á, tôi chỉ có nghi mèo Simi thôi các bạn ơi. Ừ, tôi nghi mèo Simi thôi, tại vì là Simi bình thường mà Simi làm imposter nha, là Simi chắc chắn là sẽ nói rất ít. Simi không nói nhiều đâu, tại Simi sợ bị lộ đấy. Không biết ai vậy, không biết ai vậy. Tôi thấy người đó mà. Mà, KC mà chết là bún bò thôi. Ê, nghi ngờ quá. Có thể đến kill Sam được. Sam, nếu mình kill Sam chắc chắn Phong sẽ ghi mình. Sam thì lại tin tưởng Sim, nhưng mà Sam ơi, em đi theo Sim là sai rồi em ơi. Tôi nghĩ rằng là Kairon hình như đang dần dần tin tôi vậy các bạn ạ. À, cho nên là đang theo dõi tôi, coi tôi đang làm cái gì nè. À, giờ tôi đi theo Kairon luôn. Anh em tôi sẽ bảo vệ nhau. Ui, vẫn chưa ai bị tiêu diệt. Oh my god. Ôi, tôi mới thấy một người nhảy cung. Hết rồi là ai ta? Chỉ còn một trong hai người tôi biết mà. Tôi đã nhìn thấy người nhảy cung rồi. Ai? Lộ diện ai? Đi. Nước lèo. Người đã nhảy cung đúng không? Ê, thật sự tôi không biết ai đâu mọi người ơi. Này, tôi đi xử lý cho luôn á. Hồi nãy nha, tôi thấy tắt đèn, tôi thấy mèo Simi đi lên cùng với mọi người. Là tôi đang chạy xuống chuẩn bị mở đèn. Tôi nghĩ nào khoan từ, có gì đó hơi sai. Tôi định quay trở lại thì tôi thấy có bóng dáng một người nhảy cống. Tôi mới thấy một người nhảy cống. Đó chính là mèo Simi. Không nhầm, đó chính là nước lèo. Nước lèo muốn nói gì không? Nước lèo bò nói nước lèo hài kép xe đó, nước lèo ơi. Nói chung là nói chung là nó bị ngược lắm luôn á. Ok, nói chung là những gì tôi muốn bò nói được ngược hết. Ok, khoan từ. Chỉ có khi nào là bò biết bay không ta? Rồi hay quá rồi, có không, tại vì biết sao không? Từ từ không phải bò biết bay. Phong nói cái này, bò bay đi với mình. Cho Phong nói cái này, hồi nãy á Phong nói là nước lèo là bởi vì thật sự Phong chỉ thấy cái nắp cống bực lên thôi, chứ Phong chưa thấy ai cả. Nhưng mà Phong nghi nước lèo nhất, chứ Phong thử gài coi nước lèo có nhận tội không. Ai về nước lèo vẫn không nhận tội. Chứ khi nào lại là bò biết bay không ta? Không phải bò biết bay. Ê, không quay thì ai giết ai chứ hả? Trời khó gì ta? Vậy là nước lèo đó, Sam ơi, nước lèo đó Sam. Tin Phong đi, Phong có nước lèo. Không biết thở. Cái gì mà... trời ơi.
Khoan từ, khoan từ, khoan từ. Sammy cứ không biết, không biết. Chứ bình thường mà Sam bả mà làm imposter là bả hay không biết lắm. Ủa gì vậy? Ông ổn không? Tôi muốn bò ổn không? Muốn bò ổn, ổn, ổn. Tôi đi rồi không, tôi vắng vẻ thế này là một trong hai người thôi chứ ngồi múa gì nữa trời, múa là làm cái gì? Thì đó, đó, đó. Không không, tôi chỉ nghi là bà thế nào bà liên vào tờ không thôi, sợ thế thôi. Còn mười mấy vậy rồi. Thế này ta thật sự không biết hả? Nhanh nhanh kìa, các KFC giận luôn kìa. Nước lèo, Sam ơi nước lèo. Thôi cũng bò đi, nước lèo. Nước lèo. Ôi nước lèo mà. Nước lèo mà. Ủa, lại ta, tự nhìn cũng bò nguyên nghi tiểu. Sam ơi. Yeah, mày ơi, là trời ơi, là rồi. Ông đã nói là nước lèo rồi. Vậy nó nghe nghe khó hiểu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mình nghe Phong nói chuyện, mình tưởng Phong là imposter mà. Nhưng mà lúc xong mình thấy Phong làm nhiệm vụ qua. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phiên bản tiếp theo nha các bạn nha. Và phiên bản Among Us lần này sẽ là Among Us phiên bản trốn tìm. Đó, cái này Phong đã từng chơi đúng không? Ok, rồi vô đây này. Cho tôi đi, cho tôi đi, cho tôi đi. Yeah. Quý vị ơi, quý vị ơi, quý vị chạy đi quý vị ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em sao tụi chạy chậm vậy? Ôi, mọi người tới rồi, tới rồi, tới rồi. Mọi người tới rồi, quý vị đây. Ôi ôi, bạn ơi, bạn kiếm mình hồ bạn ơi. Bạn tưởng mày là imposter rồi, bạn múa hả? Ôi trời ơi, trời ơi. Ủa mà sao map này rộng quá vậy? Rộng mà. Ủa, chết chạy mà không sao? Ông muốn sao? Thì người ta nói nó rộng quá thôi, chứ tao muốn sao đâu. Ôi, cái này, ôi, càng làm nhiệm vụ là thời gian nó càng ít đó Phong ơi. Gán gán nhanh nhanh nha. Đang kiếm, đang kiếm. Nghe tiếng nhạc, nghe tiếng nhạc, nghe tiếng nhạc. Chạy 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 chạy. Cứ nghe tiếng nhạc là chạy thôi bạn, gì lắm. Chạy chơi này gì. Oh my god. Ca môi hả, ca môi. Trời ơi, sao mày múi dở vậy môi. Mày quá đẩy bút sẽ bắt được mình mọi người ơi. Ủa vậy hả? Ai dám nói gì không? Cẩn thận, cẩn thận. Ai trời ơi. Trời ơi. Rồi ai đó bảo tôi mua kém rồi. Ai ạ? Ôi trời. Ủa, mọi người ơi mà... Cái đó là imposter đó mọi người ơi. Mọi người đâu rồi? Chả à? Chị đâu rồi? Chị đây con lấy phim ơi. Còn chị em mình. Yeah. Chị em mình đâu nào? Chị em mình đang ở đâu vậy? Chị em mình đang ở nơi an toàn. À không, cái đó đi rồi. Sao nó không mở cửa vậy? Mở cửa đi. Rồi. Ê, sao con bay vậy trơn vậy? Đi luôn, trời ơi. Không có thấy. Em kìa, ủa. Ủa gì vậy? Trơn vậy? Không phải nha. Nhưng mà vừa rồi là Sammy bị làm sao? Cái cửa nó không mở chứ còn Sam. Tôi nhớ là Sam đứng đấy từ nãy rồi. Thôi, thua là thua. Nói gì nữa các bạn ơi. Được rồi, tôi thấy game này nó hơi ngắn nha. Hay mình chơi thêm một ván nữa nha. Thêm một ván nha các bạn nha. Ok, thêm một ván nữa. Rồi. Tôi mà. Đây sẽ là... Mẹ, Ủa nữa hả? Em tính là em... sao em mỗi lần em nhìn qua chỗ nào em nhìn lại em bị biết là imposter vậy? Tại sao mà imposter cây này? Ta dám thật các người. Gì mẹ Sim ơi? Sim hôm nay có bộ môn này đó hả? Đúng vậy. Rồi imposter dòng là phải vậy vậy đúng không? Tăng đầu tiên chỉ là phong cần. Yên tâm đi, cái đường này rộng lắm, Sim không kiếm đâu mình đâu. Trời ơi, cái định kêu Sim là từ bình tĩnh thôi. Ê bạn ơi, sao mình thấy Sim mắc cười các bạn ơi. Sam đang nấp cười các bạn ơi. Sam đang nấp. Sam ơi, kế bên Sam ơi. Chạy đi Sam. Chạy rồi, tôi bị mất cái kia rồi. Camo hiện tại đang đi xuống hầm mấy bạn ạ. Đấy, cái gì vậy? Chị giúp tôi rồi. Nhầm, người ta nói nhầm.
Người ta quen bình luận, người ta quen bình luận rồi, người ta quen bình luận. Không biết sao mình không thấy sim đáng sợ, mình thấy sim mắc cười á. I need to kill someone. Sim ơi, nhanh đi sim ơi, sắp hết giờ rồi sim ơi. Yeah. Sam ơi, Sam sợ hả Sam? Tôi sợ luôn ông nội, ông đừng nói chờ á, chờ á. Sam là sim nó chạy rồi đó, sim chạy rồi đó, Sam ơi. Camu với Sammy chơi theo kiểu rồi là chị tìm chỗ núp là chính các bạn ạ. Đấy, cái kiểu vậy. Chị tôi tìm, tôi làm nhiệm vụ quá trời ông có nội ơi. Ôi, hay hai người luôn, hay hai người luôn. Ủa, ủa gì vậy? Ôi, Camu dưới kìa. Cái gì đó? Cái gì vậy mà đâu? Em bị bình luận, em bị quen bình luận. Xin lỗi chị. Bố Sam ơi, vậy rồi. Biết được cái Sam ơi, vậy rồi. Hết chịu. Hết ngủ rồi. Tim gào chung. Tim gào nghe ngay quá. Tim đang chiêu đùa hả Tim? Tim đúng ác luôn. Xong. Hết. Hết kìa. Hết kiểu hãy dụ thật sự. Hãy dụ thật sự. Chị ơi bạn ơi. Thôi không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo ở phiên bản tiếp theo. Let's go. Hey, Việt Nam Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Và ngày hôm nay. Mọi người cho tôi nói, mọi người ơi, video tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi A Mông Ếch phiên bản Netbo. Ồ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Among Us phiên bản siêu nhanh. À, và cái trò này chơi rất là đơn giản thôi, đó chính là chúng ta vẫn sẽ chơi như bình thường, nhưng mà chúng ta sẽ được cái chúng ta chạy siêu nhanh và Imposter chỉ có tốn 15 giây để hồi chiêu thôi. À, nhiệm vụ của người chơi là phải đúng rồi. Nhiệm vụ của người chơi là phải vừa chạy trốn vừa phải sửa máy. À, khó chưa? Ơ cái này giống như chơi rượu bắt các ba. Ờ nhưng mà sao hồi hộp. Ok, hồi hộp. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi, let's go. Rồi, bắt đầu trận thôi anh em ơi. Và ai sẽ là Imposter đây? Bây giờ nha, mọi người ai là Imposter á, ai là Imposter cũng đừng nói ra nha. Bây giờ mọi người cứ chơi thoải mái thôi. Rồi, thoải mái đi mọi người ơi, vô. Ê, nhưng mà cái này được cái là phát hiện ai là Imposter có thể la cho người khác biết nha. Ok, phát hiện ra. Tại vì cái này mình chơi được đuổi mà. Mình chỉ là để coi Imposter sẽ tiêu diệt được bao nhiêu người thôi. Cái Imposter thì mà ác thế vậy? Rồi Imposter mới vô đặt múa múa rồi. Đâu vậy, đâu vậy? Nó xa dữ rồi trời. Sửa điện đâu vậy? Ủa sửa cái đó đâu vậy, sao vậy? Điện đâu vậy? Ủa sửa cái đó đâu vậy, sao vậy? Ngồi đây. Trời ơi, xe của Simi. Trời ơi. Nhanh thật sự luôn đó. Ôi trời ơi, nó nhanh lắm. Từ chúng ta chỉ được biết cái Imposter khi mà người chơi có la lên hay không thôi. Còn này là Simi, trước khi Simi thua, Simi đã không nói gì cho nên chúng ta sẽ không được biết luôn. Ok. Tức là tôi chưa kịp la là mọi người reborn tôi hết. À vậy hả? Không sao đâu. Bạn chịu rồi, ok. Ủa nhưng mà ai ta? Từ hồi nãy chạy xuống là tôi có thấy Camu, không, tôi thấy Sammy với Kairon ở dưới nè. Không thấy Camu nè. Nghi ngờ Camu nha. Nhưng mà khoan, chị đang ở đằng trong, chị không thấy được mà. Ôi rồi chị ơi, Imposter trong đây nhanh lắm chị ơi. Chị nói hoài thôi là chị đó, em boss chị luôn. Ủa gì vậy? Từ từ mà. Quyết này, quyết đoán lên, đừng có suy nghĩ gì hết. Quyết đoán đi, quyết đoán. Cái nha, chỉ có cái đi dí. Đi tự nhiên đi dí người ta như thế nha. Không có dí. Không, khoan từ. Hồi nãy Kairon cùng với Sammy chạy từ hướng bên phải qua. Vậy chắc chắn là Kairon không có mặt sẵn ở chỗ đó. Ừ, quát Camui. Dễ hơn, trời ơi. Ủa, bằng nhau. Trời ơi, Sammy boss người khác kìa. Ủa, tôi biết, tôi đâu có boss. Tôi skip boss. Skip là đúng em ơi. Skip là đúng em ơi. Ôi, chạy lẹ mọi người ơi, chạy lẹ đi Imposter. Trời ơi, đi bắt boss người ta. Ai mà bị Imposter tiêu diệt ê, nhớ la là chạy nhanh nha. Ê, xấu vậy. Ủa, cái game này chơi sao? Không biết nữa, cái này mới mà. Cái gì? Cái gì? Mọi ơi, chạy đi mọi! Chạy đi mọi! Mọi ơi, bấm đâu! Bấm đâu đi bò! Mình đi! Mọi ơi, mọi ơi, bây giờ Kai bắt được 102 người là thấy đó mình thua Kai ơi! Ôi, hay quá!
Camui á, mới bóng gì nữa. Camui á. Mọi người thấy không? Tôi cái gì tôi nhìn gì tôi hết hồn. Camui đó không ơi. Camui á, không phải mình đâu, cái thiệt mà. Là chị đó. Camui á. Là gì á? Thôi, tạm biệt cái đó nha. Múa vậy đủ rồi bạn ơi. Không, không, sao không đúng rồi. Là chị mà ca phóng. Ủa là Camui hả? Ủa là Camui hả? À là Camui. Chị thôi. Cái này vui mà, chơi này vậy mới vui hiểu không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với A Mong Ếch phiên bản lú tên nha. Ok. Tắt mic luôn đúng không? Tắt mic. Ok. Tôi tuyệt rồi. What's up? Thì mấy bạn có biết trò này là như thế nào không? Có nghĩa là bọn tôi sẽ đổi tên và đổi skin với nhau. Ví dụ như tôi bây giờ đang là mèo Simmy. Không sao ạ. Đó, tôi sẽ đóng vai là mèo Simmy nha. Còn Kairon là ai tôi không biết nè. Đó, để cho nó lú, bạn hiểu không? Mình không biết là ai luôn nè. Vậy nó mới lú. Bây giờ thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ. Đây, mình là mèo Simmy. Mình phải nói giọng của mèo Simmy, hiểu không? Đó. À, hôm nay là mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ trong A Mong Ếch cho các bạn nha. Đó, vậy mới đúng. Mình không biết ai đổi thành ai luôn á. Lô Camui nha. Ủa Camui này là ai ta? Kairon là ai ta? Mình quên mất rồi. Gì mà xuống xuống. Ủa? Ủa gì vậy? Ô! Phong Cần! Phong Cần! Tại sao xác của Phong Cần ở phòng admin nãy trừ mà 43 người đi vô không thấy là sao vậy? What the heck? Ủa vậy á? Hồi admin luôn hả? Ô! Nằm ở trong admin nãy trừ luôn. Ui thấy chưa, ba một trong ba người này đúng không hay sao? Bạn lai, bạn lai, bạn lai. Tôi là Camui TG. Tôi xin nhắc lại, tôi là Camui. Tôi biết là mọi người rất ghét Camui nhưng mà tôi là Camui TG. Ok, ok. Không, em thấy nãy chị đúng rồi, chị đi ra ngoài chị không liên quan cái được. Không, không đeo để em thấy chị tới chỗ em chạy luôn về tới như kiểu SOS em á. Ủa đó em, đó em. Ở cái đó kìa. Ờ, dạ, dạ, là em rồi. Phong mà, Phong là, Phong là mèo Simmy. Em là Simmy. Chị Simmy à, chị phải tin em. Chắc chắn là cái người mà đã hãm hại Phong Cận á là chỉ có thể là Camui thôi. Có một dư kiện, có một khó, dư kiện. Khó. Có một cái, có cái dư kiện, hả? Đó chính là người mà giết Phong Cận là kẻ sát nhân. Thôi tôi mất. Ai là cái đâu để tôi mất. Cái đâu là Simmy thì sao á? Tốt Simmy nhưng mà có Simmy nó xàm á. Ôi, nhanh đi Camui ơi. Nhanh đi Camui. Ui, trận này á là hơi ít người nha bạn nha. Tại vì một game á chỉ có 5 người thôi. Là Imposter chỉ cần phải giết hết. Ui, hai người đứng đây luôn. Khoan từ, thế nào cũng sẽ có một người bị giết trong đám này nè. À, không. Ok. Đấy, xong nhiệm vụ quá là dễ. Trời ơi. Tôi thề luôn, mới không biết mấy người kia làm nhiệm vụ cái gì mà làm lâu vãi chuối luôn. Cái quạt thẻ này nhiều người làm không được nha. Nhưng mà Phong thì Phong sẽ làm được. Phong sẽ chỉ cho các bạn nha. Cái này cũng đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần canh ở ngay cái thẻ này ở một góc 45 độ, bạn hiểu không? Sau đó bạn chỉ cần kéo nó nhẹ nhàng qua thế này nè. Đó. Làm lại nha, hồi nãy mình hướng dẫn rồi, làm lại nè. Đó, kéo nhẹ nhàng qua thôi. Ôi, được rồi, vui quá, được rồi. 50 luôn. I knew it! Biết cái mà. Ôi trời ơi. Xuống dưới vậy? Tôi mới thấy Camui nhảy cong. Ok, tôi mới thấy Camui nhảy cong. Mấy bạn thấy pha đó không? Tôi thở, tôi không dám nói gì. Tại vì tôi hồi hộp đó. Oh my god. Trời ơi.
được hả? Không có tìm được. Tôi phá điện, tôi phá điện mọi người ơi. Oh my god. Tôi chỉ nói 1 phút mà tôi được hả? Ê, vậy tôi thấy ra tự nhiên Camu đứng đó với tôi. Thôi ok, không sao bạn ơi. Yeah, coi như ngày hôm nay Hello Team bọn mình đã cùng nhau chơi hết A Mông Ú trong 3 phiên bản. À không, hình như 4 phiên bản luôn mọi người. À, phiên bản đầu tiên là chạy nhanh nè, tiếp theo nữa là trốn tìm nè, tiếp theo nữa là chơi đổi tên nè, và sau đó là tên bún bò đồ ăn đồ kiểu là bốn phiên bản nha các bạn ạ. Ok, và nếu như bạn nào còn nghĩ được phiên bản nào hay, đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho bọn mình biết, và bọn mình sẽ chơi ở phiên bản đó của mấy bạn nha. Mấy bạn hãy thử suy nghĩ nha và comment cho mình biết nha. Có Gia Huy, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tạm biệt, bye. Hello team, hello team.